Chào cả nhà. Bữa nay mình cúng mâm cơm gọn gọn nha cả nhà. Đây mình cắt thịt xào xào giòn. Mà rau còn bên kia thì chưa có lấy rau qua cho cả nhà coi nữa. Rau mình chưa rửa, con vịt. Con gà thì lẩu. Nó lẩu ngọt. Thịt đang hồi đó mình đem đi thịt này thì qua chảo nha cả nhà. Làm đơn giản. Còn này nữa mình nấu gì? Nấu măng, nấu măng. Thường mình nấu măng nha. Rang nữa mình xào. Cái đó là xào, còn rau này là ăn lẩu. Ở chợ ông Dông nó có bán rau như ở chợ Hòa Long. Đông quá chừng đủ thứ rau. Đây măng mình nấu măng nha cả nhà. Còn bắp hồi nữa mình nấu với lẩu à. Qua. Với bắp hả? Bắp nấu lẩu phải không? Ừ. Đây là về ba cái đồ bổi nè. Nắm cái này mình nấu lẩu nha. Có cà chua nữa ngon các bạn. Ờ cà chua nữa mình ăn với thịt. Bánh bánh bò, bò miếng, bò khác. Có mua không? Có mua bò. Bò bọc. Tưởng no thịt, thịt ăn không chứ. Công ty có cái đây. Mình chuẩn bị mình bắt nước rồi đang mình luộc thịt nha cả nhà, rồi mình xôm nha. Mình đi chiên rồi. Để xác thịt cày xào này nha cả nhà. Trời tối quá à. Trời mưa, giờ này còn mưa nha cả nhà. Mưa tới tối ngày nay luôn đó. Mà sáng tưởng mình chợ không được luôn nhớ. Sáng trời mưa, trời gầm đùng đùng luôn. Ừ. Mưa sáng đây mà. Này này, nếu cô xào trước rồi cô hết cho nó vàng vàng á. Có ha, để thịt chưa? Ừ. Nhà 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 nuôi nha, thoải mái. Với mình mua thêm ngoài chợ ăn miếng nữa nè. Cắt cho con, cá đi. Hai cái ốp. Nhà máy đẻ chắc dai lắm ạ. Cắt lại nó lại con phút lắm. Tóc mới cười ha. Tóc đen, tóc trắng. Măng cái này bán rẻ lắm, có không bán rẻ. Bữa nào đi chợ cũng chưa mua. Còn tháng này còn tháng này. Mà đi cái thua. Này chắc là nó mình nấu rồi món cái món món gì ta món này là món gì không biết hả sườn rồi bắt sườn cái gì đó nấu sườn trong nhà có con gà đẻ nè. Đâu con này đâu cái mình đi luộc nha cả nhà, mình nêm thêm gia vị cho nó ấm nha. Chặt cục bắp tay mà mình lợi mấy người, mình đếm mấy người chặt mấy cục rồi. Chặt gà nấu như cái nhà. Chạy gì chạy kiếp, chạy gà cũng kiếp. Phải nấu cho giữ con đi. Quốc Hà. Ôi ơi, Quốc Hà trứng nè. Hả? Tối nấu cái gì? Tối nhậu. Nè. Cái trứng hả? Hả? Bữa nay trời mưa quá, cắt dơ, không có dơ, nghỉ luôn. Luộc cái má, luộc cái gan này luôn á. Bà xã gì cho thơm cả nhà. Đất qua kia thôi, được thôi hết gì. Xin lỗi nha. Mình đem gia vị vô cho nó thấm nha cả nhà. Thấm được thịt.
thứ. Mà nói ra mình xôm nước có trời nước thua á bạn. Người tiền người ta đưa đó. Chúng mình ướp gia vị này nghe cái gì. Cái này là hành xào phải không? Cái này là mình thịt rau măng. Rau măng. Ướp cho nó thấm thịt một chút. Lửa lên rồi ướp luôn. Em muốn đi nhớ là xăng quần gì nè, tới đừng cố gì nè. Thương quá cả nhà ơi. Ăn mặt không? Hai cái mặt nó chạy à, buồn dữ vậy. Không mấy hớt mà. Nấu có bắp nó ngọt. Phải ăn bông cải nè. Trời mưa gió. Mình hơn mình vớt ca người không có mình rửa lại hả? Không, mình chưa ôm luôn. Này bọt mình khỏi hết rồi. Bỏ nước mà ăn bột đi. Mình xôm rồi mình tẩm gia vị vô nghe cả nhà. Mình vớt ra cho nó nguội rồi mình xôm đây đó nha. Xôm rồi mình ướp gia vị rồi vô mình bỏ lên chảo mình chiên. Rồi mình để đồ ướp đi nha. Ướp cho nó vừa ăn. Rồi nó hột hà nôi đi. Từ vừa nấu nó măng nha cả nhà. Đây là măng luộc. Luộc sơ rồi mới nấu nè cả nhà. Nó có miếng da sắc bỏ qua đó. Mình chắc này ai xong lên mà nhiều. Dựng gì? Dựng cháu có mặn gì không? Kia nó mặn á. Sơm lý hết trơn. Cái gì đâu mà xăm mình dữ cả. Ok, xong rồi, xong bia bia xong rồi. Xong nhiều là nó đổ ra nhiều đúng không? Miếng thịt nhiều lắm, bự lắm mà sao còn chút xíu vậy cà? Sao kỳ vậy? Nãy giờ em ăn bớt. Chín rồi hả? Chín chín rồi hả? Được rồi mày. Được rồi. Chua mà đâu có thịt nhiều lắm ấy. Rồi sắm này nè, sắm này cho. Sắm nó lại. Rồi sắm chưa chịu chưa mà lại được. Sâu xuống á. Mày sơn ngon, mày sơn không có sâu đó. Lúc nửa ống vậy là không sâu. Mày nói mày làm lâu, sâu. Cũng như là nó thấm vô luôn ha. Cái này mình ướp nghe nhỉ. Cái này đâu có để ớt ha, để ớt với nhỏ ăn được không? Để tiêu á.
lúc thêm á. Nha mẹ có để vậy sẵn nha. Ừ. Cái miếng thịt đó chà lên. Nha mình rửa sạch nha, mình bóc nha cho nó hấm. Để thêm không? Có để thêm không? Để có, mà chưa có đông hết vậy. Nha, thêm mua cho sẵn hả? Ủa, bán này muốn. Chọn cái mưa trời gió đó. Rồi mua cái gì cũng sẵn hết trơn. Nếu cái mâm bự thì chọn cái nữa. Cái mâm lấy đâu? Em dẹp rồi. Để đỡ cái mâm như thế này. Nãy để được rồi không chịu. Thì ba cứ bỏ mình nè. Nó không ngon cái gì đây. Mình lấy những vị hương nghe là nó có dầu hào lên đây. Này để vô chổng ha, nó không có mỏng đi nha. Không đi cái nát vô chổng là con chữ thì người ta cứ thích chữ nhớ. Rồi, mình lấy mình lấy những vị hương nữa nha. Chưa kêu cốc mở ra mà con voi con khỉ con nghiền chứ á vô tiếng á. Mưa này gì đâu có nghe tới đâu. Hai cái này mất xa đi, mất xa nó đi. Xuống ra 4 miếng nha cả nhà dễ thiên. Cái bà tỏi đó mà bóc bỏ vô trong cái kẹ giữa đó. Bóc bỏ vô kẹ giữa. Cái tỏi này ở kẹ giữa nữa chiên nhanh hơn á. Thấm á. Kia kìa. Ngon không nha. Nghe là để xào nè cái nhà. Nó bắt thịt gà lên làm cái gì? Quay mẹ kìa. Thịt gà nè. Đồ gà đi. Mưa gió. Chợ. Trứng này cả nhà. Trời mưa nó cá lóc bên bờ nè cả nhà. Ai hàm hàm. Nè mình cũng có mồi đây nè ngay cả nhà. Ép. Con lươn chứ phải ăn trùng nha. Mày gắn thế này cả nhà ơi. Ủa nhớ mỗi năm mình có 3 cái cốt thôi nha. Mua khóm một cốt rồi nữa mình ăn tráng miệng. Món ăn nha. Mình để dầu để mình chín mình chiên heo nha đó nha. Để dầu sôi mình thả vô nha. Thank you.
Chuyển sang cái này xuống. Rồi nó lẩu nó nghe nè. Văng dữ lắm luôn nè. Chú lên sao hộp nó cái này. Rồi còn ra gì muốn mẹ đi. Đó là quên rồi, để mấy cái ớt luôn. Mình nấu ớt hiểm nè cả nhà. Dịch gà nấu ớt hiểm. Nè có bắp trái bự nè, rồi bắp non nữa nè, rồi trái táo hả? Ngon chưa? Nước bị ít không chị hai? Hả? Nước bị ít không? Ít không? Thấy hột hành ít á. Tại vì mình để gì bếp ga cái nữa nó sắc. Nấu rồi. Đây là măng sườn nấu măng nha cả nhà ơi. Xào như cả nhà ơi. À. Đây đủ nó đi ra mới vô đó. Đi lên trên đó. Cũng cực kỳ ha. Có màu có mè liền ha, xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng vàng vàng tuyệt chưa có niêm ngon ha. Rất nhiều nhiều chưa chúng mà chị chặt lắc đó. Còn cái bắp cải bắp cái gì bắp cải nữa. Cái trái bắp non nữa nha. Con kia con kia cái sao cái này nè. Nãy mình quên luộc cái nhá màu chín nha. Rồi lên màu liền cơ chàng. À, lên màu rồi đó cả nhà ơi. Chưa còn xanh xanh nữa. Không để hết ớt. Để nhiều quá bỏ uổng. Ớt mình bao ăn. Màu mè quá. Màu mè qua lá hẹ. còn một món nữa, rau nữa, chưa sắp rau nè. Thơm ngon nha cả nhà. Súp xong rồi đó nha cả nhà ơi. Nước cho con té biết không? Ngồi xuống đi con. Ngồi ba chục thịt heo. Nó ra dảo luôn. Giòn nha cả nhà. Có ăn mà thịt đấy chưa? Vậy mới đúng à.
à? Mới em nha. Nóng khó sắc nha. Cái bàn của bà ba đó. Nhà bà ba nghe cái nhà. Heo nó cũng về dự đám nữa nè. Heo nó ở bển này cũng về nữa. Nha chị cũng về mà. Đó. Ngồi với ta. Cái gì? Nhà bà ba mời khách xuống gì bắt ngồi với đám không hà? Hôm bữa nay sốt cũng không có còn lại với nhà không dạ? Cô ba, khách xuống gì cho ngồi với đám không vậy? Mời khách. Mời khách trở lại bắt ngồi đi gì? Đơn sơ nghe cái nhà. Trời mưa quá không có mở cái nhà được. Cháu nhận cơm nhờ. Ê, mà cái nhãn cơm luôn nha. Hai đứa nhỏ chào coi. Ý chào cái nhạc coi. Nè. Rồi cho người khách qua bên em bánh. Nào có cũng có cái đó cho cả nhà nha. Ủa thì lắm, lắm. Anh quay cho mình nhà ơi. Ngồi lắm em á. Con ngồi tới mẹ đi. Ê, đi mở cái bánh cho bà ba không nè. Cô đây đi. Cô uống chén không bà ba? Tôi uống nguyên chi nè. Để cho đi đó cho cha. Cũng bây giờ rồi. Quá lớn nha. Lạc rồi. Vô thêm vô. Dứt cái chứ. Ngày, vũ mà. Vô. Nghe solo với cháu. Bữa nay có về gì solo nữa nè. Đá nữ ngọt vô. Cho tao đi chơi. Đi làm nè. Đi không? Cho tao miếng bia coi. Rồi. Ý ăn bún vô đi con. Ăn cho no nha. Hả? Có hai bản. Ăn nhiều vô. Đưa hai bản vô. Gia đình mình có nhiêu đó nghe cả nhà. Còn thiếu hai người. Mẹ đâu rồi?
Cái ly đó để cho đó rót ra là uống được luôn rồi. Đó. Cái ly vô lại cho mình. Này làm phát ấm miệng. Chúng qua để nè. Ăn thêm bún đi ấy. Cái đó mà. Cái đó mà. Mày cơm ăn, mày sẽ cay. Thấy ăn, ý ăn không? Để nó vô, mình giờ vô, mình ăn đâu. Quá, vô. Giờ đó mình vô. Đi. Nó ra đi, nó tới cái này, nó tới. Heo cũng muốn đi vô nữa. Con heo kìa, coi chừng con heo. Để to ba rồi. Nè, bút này ra, đưa lại. Nó bận một cầm luôn không phải nè. Đứng chưa đâu. 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 Không, cái nước ăn chồm vô. Ai tay dạ thì chồm vô. Cái tô này chỉ hai mít, sao mà nóng dữ vậy? Cái tô ra mít sao khổng tay. Rồi. 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 Vô nè, Tư, cầm lên Tư. Nè, 1, 2, 3. Giữ chưa? Chụp hình. Rồi, cầm lên Tư. Nó bị tới ổ rồi. Nó bị tới ổ về ngủ. Phải đã đi, hồi nó về ngủ. Quay đi, quay đi. Có đang nhà nhậu đội nón luôn. Kìa, có đứa cháu sau lưng. Giờ đứng gõ lon nữa kìa. Quá dữ. Để trả nón nè cô ơi. Lấy đi ngủ đó. Lấy đi ngủ à. Cái nón có gì vụ. Quần tắc quá chị ra bút. Bây giờ tôi cho tôi đình thôi, quen chút xíu rồi tôi thử cái con mắm này coi. Thôi ai kìa. Ai đang nhậu luôn. Bà chụp cho rồi bây giờ có bẹt vậy đó. Quá trời, không có ăn mút rồi. Lại chưa có ăn nè. Thì đã tôi đói bụng. Nói cho con, nói chưa? Nhậu không nghe nhậu là giờ nè. Đi. Đi nhậu ha. Rồi. Nó ở trong nhà không hả? Mày ơi nè. Ở trong gia đình không à? Cái này có làm không? Cái gì? Cái này có làm không? Em mua số không? Không. Chơi gì cũng đủ nữa. Cái này là nghỉ mua bữa rồi. Để chứ bộ. Bạn nhớ mâm hả? Dốt. Cô camera nó cái gì ăn được cái mình men giữ chưa giữ chưa nhậu nè nhậu nhậu không đây có hai đứa nhỏ nữa đây đầy đủ thôi mình kết thúc video luôn nha nhẹ nhẹ hay quý cho mình like đăng ký kênh luôn nha đây là nha đây là nha đây cái nhà là cái nhà luôn nè 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 n